Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bonsai linh vượng được chia sẻ với các bạn một cái cây tường vi. Thực sự là bonsai linh vượng nhìn cái mà lại cảm thấy bị hút hồn ngay. Đẹp quá các bạn ạ. Chính vì thế bonsai linh vượng muốn chia sẻ với các bạn một cây tường vi. Thực sự nó quá là đặc biệt. Đây các bạn nhìn. Nó u cục lu biếu. Ôi trời, như là hóa đá. Rộng luộng hết rồi, thế nó đùn xùi ra kinh khủng các bạn nhé. Mà được nghệ nhân cắt tỉa tạo dáng thành một cái tác phẩm nghệ thuật quá xuất sắc. Các bạn nhìn có. Đem xem mãi trên mạng hôm nay mới có dịp qua thăm trực tiếp. Đây, tay buông xuống tạo các tay các điểm nhấn này. Các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn cái hệ thống thân pháp của nó u cục lù biếu, nó đun sùi ra một cái giống tường vi quá đẹp, cây nhỏ quá ghê gớm. Ở đây tôi thấy một cái cây dưới đang được làm một cái dáng rừng tự nhiên nhưng có một cái lu cục ở dưới rất đẹp. Này các bạn nhìn cái phần lu cục ở dưới này, nó như là một quả đồi. Cái thân của nó thì lại cảm giác như là một cái quả đồi, quả núi đang mọc lên được rất nhiều những cái cây nhỏ mọc lên. Cảm giác như nó gọi là một rừng ruối đấy. Đấy các bạn quan sát này, nó như rừng ruối đây. Mà cái thân cây của nó chính là cái đất, nó như là một cái quả đồi. Còn những cái chi tiết tay cành mọc lên thì nó là những cái cây rất đặc biệt các bạn ạ. Nè các bạn nhìn. Đấy. Và tôi thấy đặc rất đặc biệt các bạn nhé. Chú ý một cái cây bưởi này các bạn nhé. Một cái bưởi cũng được đưa vào làm cảnh. Một cái bưởi này không hề đơn giản. Các bạn phải nhìn xuống đây mình thấy này. Đấy. Cái phần cây nó đang ôm. Nó đang nuốt chửng như là cái miệng con rắn các bạn nhé. Các bạn cảm giác như miệng con rắn nó đang nuốt cái viên đá này này. Đấy, đây là một cái vấn đề là nó hấp dẫn và đặc biệt ở đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy là có kinh không? Đấy, cái miệng là đang ngoam này, nuốt chửng là cái viên đá nó vào trong. Mọi khi cứ trêu là bảo con trai trai nó nhè đá ra nhưng mà hôm nay thì nó như miệng con rắn ấy. Đấy, nó nuốt đá. Đấy, thế một cái điều đặc biệt. Dễ mà bé thì mới tâm này. Đấy. Mà nó lại là một cái bưởi nha các bạn nhé. Mà cái bưởi này khả năng đào đánh ở trên rừng thì nó nuốt cục đá sẵn rồi. Tạo ra cái lu cục. Thực sự là đặc biệt và lạ. Những cây như thế này nó ít có, nó hiếm. Mình rất là ít gặp. Ngày xưa cái chỗ này khả năng là ôm cục đá. Rồi bóc cái viên đá ra, nó nhè ra. Cái khác trên rừng à? Đấy cũng dễ. Có một tí tẹo cái rễ này là sống một cái rễ này mà các bạn ạ. Mấy cái rễ này rồi. Còn đầu nó treo tất trên cái viên đá này. Nên nó ra quả là thì đúng kỳ tích nhỉ. Nay mai mà làm xong bộ tay canh mà nhìn nó mà lại ra quả nữa thì đúng là không có gì hơn. Đã mới được cắt xong. Đây các bạn nhìn quan sát một cái dúi. Một con dúi như một con hạc. Con cò đây là một cái chân đứng, cái thân có y như con hạc nhỉ. Này các bạn nhìn. Ôi trời. Hàng dúi mini này vip phết. Lạ mắt các bạn ạ. Nhìn rất thích thú nhé. Cảm giác nó vui mắt lắm nhé các bạn nhé. Đây lại có một cái cây dúi kiểu như là cái chua một cột này. Ở trên ba vì tôi có một cây chua một cột rất đẹp. Và hôm nay tôi xuống đây tôi lại nhìn thấy một cái cây dúi. Nó cũng có một cái thân là nền. Trên tạo một cái cục lu to. Tạo xong đó tạo tay cành. Trên ba vì tôi cũng có một cây dúi mà tôi sẽ review được các bạn xem. Nó cũng đẹp hơn cái này rất nhiều. Đẹp thì nhìn được này nhìn mê luôn. Đấy những cái con dúi là tôi thấy là thích này. Nè, nhỏ nhỏ bàn để bàn đủ nước. Nó như một cái con cò ấy nhỉ. Con cò con hạc. Đấy. Rồi, cũng lại một cái con này nữa, rất là nghệ thuật, nhiều bé nhưng mà lạ.
những cây lạ này thấy thích xem các bạn nhé. Rất nhỏ, rất bé nhưng rất lạ. Đây một cây dúi này nữa đây, rất là đẹp. Già lắm, tuy là như một cây cây nhỏ nhưng rất xa. À, từ ngoài này các bạn nhìn ánh sáng này. Đây, nhìn rất rõ. Đấy. Một cây la hán này. Mỗi một cái rễ con này mà nó buông xuống có một cái củ rất quái dị. Rất nhiều cây bé đẹp, cây dúi các bạn nhìn này, toàn những cây nó dị lạ, nó có những cái nhỏ nhưng lại rất vui mắt, hay lắm các bạn ạ. Rồi, lại một cái cây cơm nguội này. Cây cơm nguội có một cái cục cục. Cứ cái một cái thân nhỏ nhỏ có cái cục lu ở trên. Xong rồi vào đâu làm tác phẩm. Rất nhiều những cây nhỏ. Kỳ dị. Đây, một cái tác phẩm cây dúi này. Đó, rất già u cục, lu biếu. Đang được tạo tác. Nói chung bác chọn toàn những cái phôi già u cục đẹp các bạn ạ. Lạ mắt. Tôi thấy những cái cây như thế này thì các bạn xem nó có lạ không, nó ôm cái cục như thế này, cái biếu biu đó, cái viên đá các bạn ạ, nó kẹp vào treo đu đưa nó như một cái hồ lô. Các bạn nhìn cây dúi mà nhìn như cái hồ lô đấy các bạn nhé. Đấy, đúng là cây dúi này, cây dúi là cây dúi hồ lô này. Tìm những cây như thế này cũng hiếm có. Một cái tác phẩm tường vi tuy nhỏ thế nhưng mà cũng quá kinh điển. Nhìn phê quá các bạn ạ. Những cây bé thôi thế nhưng mà phê quá. Không hề đơn giản. Rất nghệ thuật. Rất đẹp. Rất bé, rất xinh nhưng rất lạ mắt, không hề đơn giản các bạn nhé. Đấy, cái tường vi này đó, lại một cái cây cũng cây hoa tường vi đó, một cái cục như thế này thôi, nhỏ nhưng rất có hồn, cũng như là một cái con gà tây hay là con công con cò ấy nhỉ. Để các bạn quan sát xem. Đấy, nhìn này là rõ. Rất là phong cách. Đây là một cái gốc cây tương vi nữa các bạn ạ. Già gì gớm. Đấy. Ui, rất nhiều cái bé đẹp. Thích thật. Một cái cây dúi nữa các bạn. Nói chung có những cây mini nhưng nhỏ bé lắm. Thế nhưng mà rất đẹp và rất lạ mắt các bạn nhé. Toàn những hàng hiếm gặp. Không hề đơn giản. Tôi lại bị cuốn hút vào những cái cây mini như thế này. Đấy, cây dúi các bạn nhìn. Mặt sau của cây dúi này. Rất nhiều cây mini nhỏ, quần quại lạ đẹp. Ui, các bạn nhìn đây, cây dúi đây. À, chả hiểu nó như cái gì đây. Các bạn hình dung thế nào. Đấy, các bạn hình dung cây dúi này thế nào. Có thấy kỳ hoa dị thảo không? À, tôi quay tổng bóng của cái cây dúi. Như thế này đúng là kỳ hoa dị thảo rồi nha các bạn nhé. Không ở đâu có đâu, không có đâu, không tìm được đâu thấy mấy những cây như thế này đâu. Các
Các bạn xem cái này thì các bạn nghĩ đây là cục đá chứ. Rất là vừa. Đấy. À, xin chào anh ạ. Vâng, em chào anh. Đây vườn cây của anh nha. Em bắt tay anh cái. Vâng, chúc anh sức khỏe nha. Anh chào anh em khán giả trên yêu cầu trên cả nước ạ. Vâng, chào cả nhà. Vâng, hôm nay thăm cây của anh là toàn những cây gọi là độc dị, độc hoa. Toàn những cây gọi là độc dị lạ anh ạ. Anh xuống dưới kia đẹp. Đẹp. Rồi bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé.